sáng thức dậy với ly cà phê đầy mê, cảm thấy trong người tê tê và muốn được thêm phê phê, nên tao chăm thêm một điều rồi mặc kệ cho cuộc đời cho qua. Và tao cảm thấy thời gian cũng đang dần trôi xa, sự đời còn tất tả và ngày hối hả. Nhưng tao chỉ muốn sống chậm thôi à, nhưng mà sao mình sẽ vấp ngã chậm trước những vội vã. Và rồi chợt ngẩn ra mới thêm 15 phút thôi mà giờ. Và thời gian cũng dần trôi qua, ly cà phê cũng dần cạn vì đang sang đầy môi. Cảm giác như khi ấy có đôi môi em chạm vào tôi. Nhưng mà thôi, gì đã qua thì cũng đã qua rồi, và chuyện đã thôi thì cũng chẳng ai còn muốn nói giờ. Khéo nhắc lại chỉ kéo thêm vài rắc rối, làm cho con người ta thêm mệt mỏi thôi em ơi. Và rồi thời gian cứ thế trôi. Nhấc loa lên, mở beat boom bap vang vang vài điệu, miệng lẩm bẩm đầu nhẩm nhẩm giáp với vân không xài skill. Đọc vài bài báo mà mình hiểu, cũng học được nhiều điều, cũng luyện chiêu đủ kiểu nhưng chắc là không nhiều. Đầu trong lòng nằm ở trong một căn phòng, thấy trong ví thì toàn là số không. Ước một ngày sẽ được làm cổ đông, nhưng là ngày mà đồng tiền sẽ không làm tao bị xoay vòng. Mày có biết không, vác con xe ra phố, xe số nên tao không đổ bô. Chạy ra đường Nguyễn chạy sau dòng người còn đang xô bồ, người đang vô đầu. Thấy con người đang đi còn mô tô, có người như tao đi xe số và cũng có người đang đi bộ. Nhưng thấy vật cản thì ai cũng rẻ, vì chẳng ai muốn bắt đầu một ngày bằng cách vấp té. Ai cũng là họa sĩ, cuộc đời của mày là bản vẽ, đếm thêm từng ngày tờ lịch rồi cũng sẽ mấp mé. Anh mày trôi thật chậm, có một màu xanh. Cả dòng người vội quá, rồi tao chợt nhìn quanh và thấy trên từng chiếc lá là một màu xanh. Và thứ tao luôn đặt trên môi, nó cũng là màu xanh. Rồi tao bước vào trong tiệm, câu chuyện ngày làm việc đã bắt đầu. Trong khi tao điên điên mà nói chung là làm biến phiền, mà giọng thằng sếp đang liên thiên. Không cần là chuyên viên, tao cũng biết nó đang nhiều chuyện. Nếu không phải vì tiền thì chắc là giờ tao còn làm biến. Nhưng làm sao để khi cuộc sống luôn xoay quanh những tờ tiền, phải còng lưng để bị say khiến, để cuối tháng có thêm vài đồng tiền. Phiền. Nhìn thằng khách tao cười nhe răng, nó quay mặt nhìn căng căng rồi nhăn nhăn, nói là chưa chắc chắn. Tao năn nỉ nó ký cái hợp đồng mà nó vẫn khăng khăng rằng để coi lại, tại vì nên nó cần phải xem xét lại. Hỏi tao mệt quá, cuộc sống sao, câu chửi vẫn còn đang lảng vảng bên tai. Lỗi do ai, không lẽ tao sai, mà chắc tại tao cần phải ngồi xuống uống tách trà rồi nhẹ nhàng ngồi xem xét lại. Chỉ muốn mau phóng con xe và nhanh nhanh về nhà. Cửa nhà tao mở toang ra, ngồi lên ghế sofa cuốn một điếu cancha, kéo vài hơi thổi phì phà. Phủ trong làn khói trắng, nhưng tao vẫn nhìn ra đằng sau trong bản thân tao vẫn còn chưa bị sa ngã. Khói làm đỏ cả mắt và thời gian cũng dần trôi qua, và mọi cảnh sắc ở ngay trước mắt cũng chỉ một màu trắng xóa.